Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 7 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng cả năm trên 7%. Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 tổ chức phiên họp thứ nhất thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên kế hoạch hoạt động của tổ. Chuẩn bị các điều kiện nâng cấp đường nối hai cao tốc thành đường cao tốc. Khắc phục nguồn nguyên liệu thức ăn thiếu hụt trong chăn nuôi bò sữa. Điểm nhấn tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xã hội hóa trùng tu di tích ở Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, dù gặp nhiều tác động bất lợi cả trong và ngoài nước, nhưng bức tranh kinh tế xã hội 9 tháng của Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng, nhất là về tốc độ tăng trưởng, phát triển công nghiệp, hoạt động xuất khẩu, thu hút vốn FDI. Đó là nhận định tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 10 điểm sáng qua 3/4 chặng đường của năm 2024, nổi bật là tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 7,4%, cao hơn so với kịch bản tăng 6,7%. Thu ngân sách 9 tháng đạt trên 85% dự toán cả năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 11%, cao nhất từ năm 2019 đến nay. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng đạt gần 300 tỷ đô la Mỹ và có nhiều triển vọng đạt mức kỷ lục 400 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư nước ngoài khởi sắc với số vốn đăng ký gần 25 tỷ đô la Mỹ, vốn FDI thực hiện ước đạt 17,3 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới được trên 320.000 tỷ đồng, đạt trên 47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng trưởng GDP chung 9 tháng đạt 6,82%, thấp hơn kịch bản tăng trưởng cả năm. Tại Hưng Yên, tổng sản phẩm GRDP 9 tháng ước tăng trên 8%, tuy không cao nhưng vẫn duy trì ở mức khá so với những năm gần đây và xếp thứ 17 cả nước. Công nghiệp phục hồi khá mạnh với mức tăng gần 11%, tổng số vốn thu hút đầu tư mới và điều chỉnh tăng thêm tương đương trên 1,7 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách trên 30.000 tỷ đồng, đạt 92% dự toán cả năm, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt trên 49.000 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi bão lũ, nên lĩnh vực nông nghiệp suy giảm tăng trưởng gần 0,7%. Đến hết tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt trên 35% kế hoạch Thủ tướng giao. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng quý tư từ 7,6 đến 8%, qua đó hoàn thành kế hoạch tăng trưởng cả năm trên 7%. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Bên cạnh tập trung làm mới 3 trụ cột tăng trưởng truyền thống là thu hút đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu thì phải chú trọng thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Trước mắt, tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thi đua xóa nhà tạm cho người nghèo, chuẩn bị tốt các dự án luật, nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sắp tới theo hướng vừa quản lý được vừa kiến tạo phát triển, huy động mọi nguồn lực phát triển. Chiều nay, Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 tổ chức phiên họp thứ nhất thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên, kế hoạch hoạt động của tổ và quyết định trưng dụng cán bộ giúp việc tổ biên tập văn kiện. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh, chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 gồm 15 thành viên, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh là tổ trưởng. Các thành viên tổ biên tập có trách nhiệm chỉ đạo tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, xây dựng dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và các báo cáo chuyên đề theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch hoạt động của tiểu ban văn kiện. Trực tiếp tham gia biên tập các dự thảo văn kiện trình đại hội, tham mưu việc tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh liên quan lĩnh vực được phân công phụ trách. Tại phiên họp, các thành viên tổ biên tập đã thảo luận, trao đổi, kiến nghị điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo phân công nhiệm vụ cho phù hợp.
Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Quốc Toản đề nghị các thành viên tổ biên tập chủ động phối hợp chặt chẽ thường xuyên với các cơ quan, đơn vị, các tổ thuộc tiểu ban văn kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo bộ phận giúp việc, tổ và đơn vị phụ trách tổng hợp, biên tập, trực tiếp tham gia xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện khác, đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Pháp Vân - Cầu Rẽ đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cho chủ trương sẽ nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc trong thời gian ngắn nhất. Đây cũng là theo quy hoạch chung của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt để xây dựng tuyến đường cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Theo quy hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường này sẽ được nâng cấp lên thành đường cao tốc vào năm 2026 và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của tỉnh và liên kết vùng. Hiện tại, sau khi thông xe vào cuối năm 2023 và khánh thành tháng 7 vừa qua, tuyến đường nối hai tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có 16 km được mở rộng từ 2 lên 4 làn mỗi chiều, cho phép các phương tiện chạy với tốc độ 80 km/h, 7 km nữa đang giải phóng mặt bằng và sắp triển khai. Bên cạnh đó, sẽ có các đường nhánh để kết nối với các khu cụm công nghiệp và các huyện, thành phố nhằm thúc đẩy toàn diện kinh tế xã hội các địa phương này. Đơn vị thi công giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của đường nối hai cao tốc là công ty xây dựng Xuân Trường khẳng định các yếu tố cần và đủ để nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc theo quy hoạch đều đảm bảo, nhất là về mặt bằng quy mô dự án. Cơ bản là đã đủ điều kiện lên cao tốc rồi. Đấy, giờ chỉ Bộ Giao thông và tỉnh chỉ đầu tư thêm một số các cái nút giao về phía Hưng Yên là tôi nghĩ là chỉ trong vòng một năm. Đấy, đường hai bên là có rồi, là đường gom là có rồi, còn trục đường giữa chính là đường cao tốc. Đấy, chỉ là làm nút giao vượt là trong một năm. Nếu mà tỉnh bắt tay ngay từ bây giờ, tôi chỉ nghĩ là cuối sang năm sẽ trở thành cao tốc. Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh có công văn trình Bộ Giao thông Vận tải để cho phép tỉnh Hưng Yên nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc. Tỉnh Hưng Yên thì cũng đã triển khai là đầu tư các cái tuyến đường, các cái cầu vượt cho người đi bộ, và cũng sẽ đầu tư cái nút giao của tuyến đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của Rãnh Bình với tuyến đường tỉnh 3777. Bên cạnh đó thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã tham mưu và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tức là đầu tư nút giao của tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Rẽ - Ninh Bình với tất cả các cái tuyến quốc lộ như quốc lộ 38B, quốc lộ 38C cũng như đường huyện 70, đường trục chính của khu đại học Phú Hiến, để làm sao cho là toàn bộ của tuyến đường này là sẽ đủ điều kiện để trở thành cái đường cao tốc CT16 vào cuối năm 2025. Theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, tỉnh Hưng Yên sẽ có 4 cao tốc chạy qua địa bàn, trong đó cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn thành, cao tốc đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đang được triển khai, cao tốc Yên Mỹ - Chợ Bến nằm trong giai đoạn 2025-2030. Còn đối với việc nâng cấp đường nối hai cao tốc lên thành cao tốc sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất. Hy vọng đây sẽ là cú hích để Hưng Yên phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và đô thị trong tương lai gần. Năm 2024, huyện Văn Giang được giao tổng vốn đầu tư công trên 810 tỷ đồng. Đến nay thì số vốn đã được cấp trên 250 tỷ đồng. Huyện đã giải ngân được trên 180 tỷ đồng, đạt 73% vốn đã phân bổ và 23% vốn kế hoạch giao. Huyện Văn Giang hiện đang triển khai thực hiện 33 dự án, trong đó bao gồm 7 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và 26 dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, tổng mức đầu tư xây dựng trên 3.400 tỷ đồng. Nhìn chung, các dự án chuyển tiếp và đầu tư mới năm 2024 đã bàn giao được mặt bằng, đang triển khai thi công cơ bản đảm bảo tiến độ. Một số dự án vượt tiến độ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, như dự án chỉnh trang vòng xuyến nút giao DT379 với DT379B, chỉnh trang tuyến đường DT379B từ DT378 đến đường Tô Hiệu và dự án tu bổ tôn tạo đền thờ liệt sĩ huyện Văn Giang. Hiện đang triển khai thi công 8 dự án, đấu thầu chuẩn bị triển khai thi công 6 dự án và đang thực hiện quy trình chuẩn bị đầu tư 16 dự án. Để đảm bảo tiến độ dự án và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.
Trong đó, tập trung các dự án quan trọng để sớm đưa các dự án vào sử dụng theo kế hoạch như dự án cầu Bắc qua sông Bắc Hưng Hải, kênh Kim Sơn trên DH22, dự án đường DH22 kéo dài từ DH23 đến đường tỉnh DT379, dự án cải tạo nâng cấp đường DT377 đoạn từ nút giao với đường DT379B đến xã Tân Tiến. Xã Hùng An, huyện Kim Động là địa phương chăn nuôi bò sữa lớn của tỉnh với số lượng trên 1.100 con, với hơn 50 hộ chăn nuôi. Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến cho phần lớn diện tích trồng cỏ voi trên địa bàn đã hư hỏng, khiến cho nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại đây bị thiếu hụt nghiêm trọng. Với hơn 3 mẫu trồng cỏ voi, mọi năm gia đình ông Hữu ở thôn Lanh Hạ gần như chủ động được nguồn thức ăn cho đàn bò sữa, gồm 23 con của gia đình. Thế nhưng năm nay, ông đã phải mua hơn 5 tấn rơm rạ khô, trị giá gần 15 triệu đồng, vận chuyển từ tỉnh Nghệ An ra ngay từ giữa tháng 9 để ủ và cho bò ăn hàng ngày vì toàn bộ bãi cỏ của gia đình ông đã hỏng. Vừa rồi là gặp bão lũ, thì trong đồng thì là mưa, ở ngoài bãi thì là lụt, sông Hồng. Nhưng nguồn thức ăn cho cỏ xanh, cho bò sữa thì bây giờ đặc biệt là thiếu rất là nhiều. Chúng tôi liên hệ với một số cơ sở rơm khô ở các tỉnh miền Trung thuê xe vận chuyển về để lấy thức ăn dự trữ cho mùa đông, và cái trợ cấp hiện tại bây giờ trong lúc bão lũ là không có thức ăn xanh. Còn tại trang trại bò sữa của ông Thêm, những ngày này đang phải thu hoạch vội những diện tích cỏ voi còn có thể tận dụng được để làm thức ăn cho bò và lấy gốc cỏ trồng lại. Khác với các con giống khác, bò sữa cần nguồn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng mới có thể cho sữa đạt chất lượng và năng suất. Song cỏ voi cần thời gian từ 3 đến 5 tháng mới có thể thu hoạch lúa mới. Vì thế, việc thu mua dự trữ nguyên liệu khác cũng đã được gia đình thực hiện. Chế độ dinh dưỡng của con bò sữa này thì nó đòi hỏi chế độ rất là cao, chứ nó không như là chăn nuôi con bò thịt. Nên gia đình bây giờ là đang phải tận dụng các cái cỏ rất là xấu và phải đi mua rơm rồi cây ngô. Cây ngô thì mua về thì phải đưa vào ủ chua. Đấy, sau từ 20 đến 1 tháng bắt đầu mới cho con bò ăn. Toàn xã Hùng An có trên 35 hecta trồng cỏ voi. Sau mưa bão, khoảng 1/2 diện tích đã chết. Để khắc phục nguồn cỏ tươi thiếu hụt, bên cạnh việc tiêu thụ rơm rạ số lượng lớn từ các tỉnh thành như Thái Bình, Nam Định và các tỉnh miền Trung, người chăn nuôi còn tận dụng thêm cây chuối, ngô và mua thêm cám công nghiệp làm thức ăn cho bò. Song nhu cầu thức ăn là rất lớn. Việc đáp ứng nguồn nguyên liệu để đảm bảo chất lượng và sản lượng mỗi ngày hơn 5 tấn sữa như trước đây vẫn là bài toán khó với các hộ chăn nuôi bò sữa tại xã Hùng An. Đến đầu năm 2024, huyện Khoái Châu đã có 6 xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu, có 15 trên 24 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu chung của xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là đời sống vật chất tinh thần của người dân được cao hơn, song mỗi xã đều có điểm nhấn riêng. Ngay sau khi được công nhận nông thôn mới nâng cao, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu bắt tay vào để hoàn thiện tiêu chí 13 là tổ chức sản xuất. Đây được xem là nền tảng về thu nhập, phát triển kinh tế và tỷ lệ hộ nghèo. Do đó, địa phương đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với thực hiện chương trình OCOP và phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Từ đó, các mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, mở rộng ngành nghề mới, khôi phục nghề truyền thống đã mang lại giá trị kinh tế cao, như mô hình nuôi gà, trồng quất cảnh. Đông Tảo là một trong những xã có vùng diện tích cây ăn quả tương đối lớn. Chúng tôi năm nay cũng xây dựng một mô hình 10 hecta bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại khu vực thôn Đông Tảo Nam. Toàn bộ diện tích khoảng 50 hecta bưởi của chúng tôi thì đủ điều kiện để cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu. Đối với cả làng nghề quất cảnh thì chúng tôi tiếp tục xây dựng các cái mô hình cái đầu không rác thải rồi thành lập các cái làng nghề. Trong xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò quan trọng, vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực cho sự phát triển. Để hoàn thiện tiêu chí số 6 về văn hóa, năm qua, xã Đông Kết đã chú trọng gắn xây dựng nông thôn mới với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, qua đó phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Mục tiêu hướng đến là xây dựng địa phương vững về chính trị, mạnh về kinh tế, đẹp về lối sống văn hóa, tương xứng với vị thế là một trong những điểm đến văn hóa du lịch đặc sắc quê hương. Quý vị bà con cùng thưởng thức.
chúng tôi cũng đã là tuyên truyền đối với vận động nhân dân là tích cực chủ động để hoàn thiện một số các cái tiêu chí để làm sao là cùng đối với xã Đông Kết là về đích là nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Môi trường nông thôn về đường làng ngõ xóm chúng tôi là hàng tuần là duy trì các cái tổ là tuyên truyền vận động nhân dân vệ sinh môi trường để đảm bảo là môi trường xanh, sạch, đẹp. Đến nay, huyện Khoái Châu có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 23 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu bắt tay vào để hoàn thiện tiêu chí số 13 là tổ chức sản xuất. Mới đây, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có quyết định về việc công nhận 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Hưng Yên vinh dự có một hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc. Đó là hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi và đồ gỗ mỹ nghệ Hòa Phong ở thôn Phúc Biếu, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, được công nhận là một trong 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền vận động hỗ trợ thành lập. Những hợp tác xã được bình chọn năm 2024 là hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định, có thời gian hoạt động tối thiểu ít nhất từ 3 năm trở lên. Hợp tác xã tổ chức sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ sản xuất cho các thành viên hợp tác xã mang lại hiệu quả cao. Dự kiến lễ biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tới. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 500 hợp tác xã, trong đó có 2 hợp tác xã đã được Trung hội Nông dân bình chọn là hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc. Trước đó, năm 2023, hợp tác xã sản xuất kinh doanh gà Đông Tảo và chế biến sản phẩm từ thịt gà có địa chỉ tại thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu cũng đã vinh dự đoạt giải thưởng trên. Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có buổi làm việc với tổ chức phi chính phủ PAM của Hà Lan để bàn về các giải pháp hỗ trợ hội viên. PAM là tổ chức phi chính phủ với lợi nhuận được thành lập năm 1978 tại Hà Lan. Với hơn 40 phân ban khác nhau về nhiều lĩnh vực để hỗ trợ doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất tại các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin. Tại Việt Nam, tổ chức này hoạt động từ nhiều năm nay thông qua các chuyên gia về nhiều lĩnh vực đã hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ, dạy nghề, xúc tiến thương mại sang thị trường châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, huyện Ân Thi hiện có 57 di tích được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Trong số này có nhiều di tích bị xuống cấp, song đã được tu bổ cấp thiết, chống xuống cấp trong thời gian vừa qua. Ngoài nguồn vốn nhà nước hỗ trợ trùng tu theo quy định thì nhân dân ở các địa phương đã xã hội hóa tạo nguồn kinh phí góp phần làm cho di tích được trùng tu triệt để. Di tích cấp tỉnh đình Tam Đô, xã Hoàng Hòa Thám trước kia bị xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều hạng mục gỗ bị mối mọt. Mới đây di tích này đã được trùng tu chống xuống cấp trở nên khang trang vững chắc. Đó là thành quả của sự chung tay công đức, ủng hộ tiền của và công sức của nhân dân. Tổng chi phí tu bổ đình Tam Đô là trên 2 tỷ đồng, trong đó hơn 1,5 tỷ đồng từ nguồn công đức tài trợ của người dân. Từ nguồn kinh phí này, ngôi đình đã được trùng tu đảm bảo giữ nguyên kiến trúc ban đầu của di tích. Thành lập ban kiến thiết và ban vận động trùng tu tôn tạo di tích lịch sử đình làng, đồng thời kêu gọi toàn thể nhân dân và con em xa quê phát tâm công đức để trùng tu tôn tạo đình làng. Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Ân Thi có 8 di tích cấp tỉnh và cấp quốc gia được đầu tư trùng tu theo kế hoạch tu bổ chống xuống cấp di tích giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời điểm này, huyện Ân Thi có 3 di tích đang được trùng tu tôn tạo, đó là di tích cấp tỉnh đình Bình Xá, xã Tiền Phong, di tích quốc gia đình Đanh, xã Hồng Vân và di tích quốc gia đền Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu. Quá trình trùng tu các di tích trên, ngoài kinh phí nhà nước hỗ trợ theo quy định, thì chính quyền địa phương đã huy động được nguồn kinh phí xã hội hóa từ nhân dân và người con xa quê từ 500 triệu đồng đến trên 2 tỷ đồng. Số tiền này được cơ sở thôn, ban quản lý di tích cấp xã và ban giám sát cộng đồng quản lý chặt chẽ việc thu chi, danh sách số tiền công đức công khai trước nhân dân được cập nhật hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh. Có lời kêu gọi của địa phương, ban vận động công đức, ban kiến thiết, thì cái nguồn xã hội hóa nhân dân rất hưởng ứng. Thì cái cơ bản này chúng tôi đã họp, đã
được họp và bàn từ chi bộ đến người dân. Tiền công đức xã hội hóa từ nhân dân được sử dụng công khai, đúng mục đích, vừa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, vừa giúp di tích có nguồn kinh phí để thực hiện tu bổ, chống xuống cấp triệt để, qua đó góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.